xin mời mọi người cùng ăn mì cua với mình. Trước mình đi mua pizza for P ấy, thì mình mua cũng khá là nhiều. Mình mua đâu đó cũng nói chung là cũng đủ bộ của for P để về mình ăn thử. Nhưng mà mình có một review với những cái món trước cho các bạn là những cái món đấy thì mình ăn mình cảm thấy nó không được ngon cho lắm. Nói chung là ăn thì để nó thay đổi cái món, thay vì mình phải ăn cơm thôi thì mình chuyển sang là mình ăn mì. Nhưng mà mì ở đây thì lại là được mì cua, mì ở 4P. Nhưng mà cá nhân mình ăn thì mình thấy là cái đồ của 4P mà mang về như này nó không được ngon. Ok, mời mọi người, đây là một miếng mì cua. Nó ngon hơn mấy cái món kia mà mình ăn pizza gà teriyaki này, cũng như là một cái mì bò băm hun khói hay sao mình không nhớ tên lắm. Nhưng mà ăn hai món đó thì thật sự là nó không ngon. Sorry mọi người là hiện tại thì mình đang quay bằng cái ánh sáng tự nhiên ấy, thế cho nên là không biết lúc nào mây đi qua rồi mây lại dừng lại các thứ ấy thì nó sẽ làm thay đổi được cái nguồn ánh sáng ở trong cái video này. Thì mấy hôm trước thì tóc mình cũng khá là dài cho nên là mình cũng đã tự lấy tông đơ để cắt tóc rồi, bởi vì là không thể nào mà có thể đi ra ngoài để cắt tóc được, cho nên là mình đã tự cồng tông đơ để gọi là xén tóc luôn. Và mình thì vừa ăn xong mà cũng xuống cái nhà để cắt cái đĩa đấy đi luôn. Thì mình cảm thấy là cái mì cua đấy là một cái món nó ngon nhất trong tất cả các món mình từng ăn mà mua về nhà của 4P. Bây giờ mình đang uống một lon Monster. Ngày hôm qua thì mình có đi siêu thị, sau đó thì mình mua một lon Monster về nhà uống. Vì bình thường ấy mình cũng không uống cái này nhiều cho lắm. Không biết là các bạn ở nhà thì các bạn làm gì, chứ còn mình thì mới chơi được một tựa game mới, đó chính là GTA 5, GTA 5 ấy, bản roleplay, có nghĩa là chơi nó thật sự rất là nhập vai với cả ngoài đời. Và ngoài ra thì mình cũng dạo này thì cũng mới nghe podcast. Mình thì cũng khá là lười đọc sách. Thực ra mình có một vài quyển sách nhưng mà mình không chăm đọc cho lắm, cho nên là mình đã tìm đến podcast, là một cái định dạng âm thanh video để những thính giả, những người nghe họ kể lại những cái cuộc sống về quanh cuộc sống của họ, cũng như là những cái bài học. Nói chung nó cũng khá là hay. Mình cũng mình nghe thử ấy, thì mình lúc đầu mình nghe thử thì mình thấy hơi khó chịu một chút, nhưng mà sau đó thì mình nghe khoảng tầm 1-2 cái podcast thì mình cứ nghe thôi, mà kể thật sự rất là bánh cuốn vào cái câu chuyện của họ luôn. Nên là mình cũng recommend mọi người là nên thử cái podcast đấy luôn, cũng khá là hay. Hello, chào mọi người đi Moon ơi. Moon, chào mọi người đi. Chào mọi người. Thì giới thiệu với cả mọi người thì đây là một em mèo có tên là Moon. Đây là một loại mèo là anh lông dài mà mình mới đón về để nuôi. Bởi vì là thực ra ấy, mình là một người khá là thích nuôi mèo. Mà trước đấy thì mình cũng có nuôi một bé mèo, nhưng mà do nó già quá, mình nuôi nó khoảng 13 năm rồi và nó bị mất đi, nên là mãi về sau ấy mình đắn đo mãi xem là mình có nên nuôi thêm một con mèo nữa không. Thì cuối cùng mình cũng đã quyết định là đón Moon này về. Phải nói thật với cả mọi người là nó khá là nghịch. Moon 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 Moon. Nó hiện tại thì được khoảng 3 tháng rồi. Mèo cái nghịch lắm luôn. Ngoài ra thì ở trong cái vlog này mình muốn thực hiện với cả mọi người là mọi người hãy cùng tô tranh với cả mình. Ở đây thì mình có mua một bức tranh gọi là tranh sơn dầu số hóa. Cái tranh này thì mới hot, khá là hot gần đây, cho nên là mình cũng đã quyết định đặt cái bức tranh này. Ở đây là hình của mình trong cái đợt, cái dịp mà mình đi Sapa, mình cũng đã post cái hình ảnh này ở trên Instagram của mình rồi. Đầu tiên thì mình xin nói luôn với cả mọi người là mọi người có hỏi về cái chỗ mua của bức tranh này thì mình xin phép là không nói, bởi vì là cái chỗ mà mình đặt ấy thật sự là cái dịch vụ của họ không tốt. Mình đặt cái bức tranh này đâu đó khoảng 3 tháng, phải 3 tháng rồi mình mới nhận được nó, mà trong khi đó nói thì bên đặt tranh của nói là chỉ đặt khoảng tầm 1 tháng tới 2 tháng là tới về thôi. Nhưng mà cứ đổ tại cho dịch bệnh này rồi thế này thế nọ, đến bây giờ là phải gần như là 4 tháng rồi mình mới nhận được cái bức tranh này về để có thể tô được nó. Thì ở đây mình mua size này mình không nhớ là size bao nhiêu nữa, nhưng mà đây là khoảng tầm 40 và nhân với 50. Thì ở cái mặt sau của bức tranh này thì cũng có, ở đây là có một bảng chú thích số cho mọi người này. Đó, sẽ là những cái số mà trong cái bức tranh này, cũng như là có màu để cho chúng ta tô, và có cả cọ vẽ nữa. Đây là màu này, đây là 38 màu, cùng với ở đây là cọ vẽ, các loại đầu cọ vẽ đây nữa. Ngoài ra thì mình có thêm được hai lọ sơn bóng nữa ở đây. Để khi mà tô xong thì chúng ta hãy phủ một lớp sơn bóng để cho màu đỡ bị bạc đi. Và đây là bức tranh của mình, thì mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Thì mấy ngày hôm trước ấy
mình cũng đã bóc qua để xem rồi. Ngoài ra thì còn thêm cả một cái để các bạn có thể pha màu nữa. Ở đây thì đây sẽ là một cái bức tranh, đây là cái phần vải của nó này. Các bạn sẽ phải dùng bút tương ứng với cả cái số màu ở trên cái bức tranh này, cái số này để các bạn tô vào. Thì bây giờ thì mình sẽ đặt nó lên khung tranh, rồi sau đó thì mình và các bạn sẽ cùng tô nó, xem là mất bao nhiêu ngày thì mình sẽ xong. Ok. Hello hello, và sau lưng mọi người đây là thành quả sau khoảng tầm 3 tiếng mà mình đã tập trung chỉ có vẽ. Thì mình cảm thấy là nó cũng khá là khó đấy, bởi vì là các bạn để ý là đây nó có rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ này, để mình zoom vào cho mọi người có thể nhìn rõ hơn, là nó có khá là nhiều những cái con số nhỏ. Mình thì mới tô ở đây là được một ít ở phần cánh tay này đó, và phần mặt này thì gần như là mình đã tô hoàn thành rồi. Còn mỗi bộ tóc cũng như là cái background xung quanh. Để mà nói, nếu như mà để tô ra được cái thành quả mà ở trong cái video này thì mình phải mất chắc khoảng tầm 10 ngày mất. Bởi vì là một ngày thì mình cũng không thể nào mà dành ra khoảng tầm 24 giờ để tô được. Mình chỉ dành ra khoảng tầm từ 1 cho tới 2 tiếng để mình tô thôi. Và nếu như các bạn muốn xem thành quả thì các bạn hãy click vào cái Instagram của mình để xem. Bởi vì là khi mà mình xong thì mình sẽ post lên đó. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe ở bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace out.